các bạn đang đến với kênh Người Kể Chuyện Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tác giả Phùng Quán và tác phẩm Tuổi Thơ Dữ dội Đây là một cái tác phẩm mà tôi nghĩ những người nào mà đã cầm lên và đã đọc gần như là không ai có thể bỏ quyển sách này xuống Cho tới khi Đọc hết tới trang cuối cùng Tôi còn nhớ Khi đến nhà một người bạn Và tôi uh, có thấy cái tác phẩm này Tôi uh, mượn Đem về đọc Đấy là cuốn được xuất bản Bởi nhà xuất bản tuần Hóa Và in thành 3 tập riêng biệt Có lẽ đấy là cái phiên bản đầu tiên Xuất bản là đầu tiên Của cái tác phẩm uh, tôi thơ dữ dội của vùng quán Thế và về đến nhà thì tôi bắt đầu uh, mở cái cuốn sách ra đọc Thì gần như là tôi đã bị hút vào những cái trang sách của phùng quán Và trừ cái lúc mà tôi bị gọi ăn cơm Thì gần như là tôi đã đọc một mạch Cho tới hết cái trang cuối cùng của cả ba cái tập đấy và tất nhiên là không chỉ là uh, đọc một lần duy nhất mà sau so khi đọc xong thì tôi còn đọc đi đọc lại rất nhiều lần cho tới khi mà tôi phải trả lại cái cuốn sách cho bạn tôi một cuốn sách mà gần như là nó hút hồn người đọc và mình không thể nào dừng lại mình không thể nào buông cái cuốn sách ra được nó vừa rất tự nhiên nó vừa rất lôi cuốn nó vừa rất là cường điệu nhưng cũng đồng thời nó vô cùng tình cảm và vô cùng xúc động một cuốn sách mà tôi không biết là những cái bạn đọc khác thì như thế nào nhưng với bản thân tôi thì rất nhiều lần nhiều đoạn ở trong đó tôi đã khóc tôi đã cười theo diễn tiến của câu chuyện tôi cười cũng có, tôi phẫn nộ cũng có, tôi khóc cũng có và khóc thực ra khóc rất nhiều, khóc mà không biết nước mắt nó tuôn ra từ lúc nào. và về sau này khi mà tôi gặp cuốn tuổi thơ dữ dội được nhà xuất bản văn học tái bản thì ngay khi mà tôi nhìn thấy cái cuốn sách ở trên giá thì không một giây phút do dự ngay lập tức tôi đã mua lại cái cuốn sách đó và lại một lần nữa tôi về đến nhà và lại đọc lại từ đầu cho đến cuối một cuốn sách vô cùng cảm động về tuổi trẻ của những cái chiến sĩ trinh sát của trung đoàn trần cao vân thông qua cái ngòi bút của phùng quán thì gần như là tái hiện lại một cái thời máu lửa ở của cái cuộc kháng chiến chống Pháp ở mặt trận Huế. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái cuốn sách mà mọi người cần phải có ở trong cái giá sách ở nhà mình. Đây là một cuốn sách mà ai cũng nên đọc ít nhất một lần trên đời. Và không cần phải đi đâu xa không cần phải đao to búa lớn để mà dạy lịch sử rằng là chúng ta cần phải yêu nước như thế nào mà hãy đem những cái cuốn sách tuyệt vời như thế này đến cho con em chúng ta và cuốn sách này tuyệt vời đến cái mức độ mà như các bạn thấy đấy về sau này khi mà chúng ta hồi tưởng chúng ta nhìn lại một cái giai đoạn cái cuộc sống nhất là cái lúc tuổi trẻ của chúng ta thì thường chúng ta mô tả bằng cái khái niệm rằng là tôi đã trải qua một cái tuổi thơ dữ dội. Thực ra thì đấy là một cách nói nhại lại cái nhan đề của cái tác phẩm Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán. Mời các bạn lắng nghe Tuổi thơ dữ dội quyển 1 Đi tìm thuốc cho mẹ Phần thứ nhất Trừ giặc Con hiêm Ba tuổi đời là muộn Cao bà quát Một tuần trước ngày Huế nổ súng kháng chiến chống Pháp Dân trong thành phố Đã được lệnh tàn cư hết Về các vùng quê Nhưng qua mấy ngày đầu đánh nhau Tin tức thắng lợi từ mặt trận khu B Cu Sê đưa về dồn dập. Tin thắng lợi được một đồn mười, mười đồn trăm, nên đồng bào đều chắc mầm, tụi Tây sắp đầu hàng đến nơi rồi. Do đó không ai bảo ai, đồng bào tàn cư từ các nơi, cứ mon men kéo dần về phía thành phố. Họ nóng lòng sốt ruột được mau mau trở về, dọn dẹp nhà cửa, phố xá, trở lại với công việc làm ăn thường ngày. Cuối cùng, Họ tụ tập lại đông đặc Phía bên này cầu Bắc Vinh Bên kia cầu Thuộc khu vực mặt trận A Ai muốn sang Phải có giấy phép của ban chỉ huy mặt trận cấp Như đã thành lệ Tờ mờ sáng là đồng bào túa hết ra đường Kéo đến đứng chen trúc ở đầu cầu Chờ nghe tin tức thắng lợi của mặt trận đêm qua Họ chen lấn, un un mỗi lúc một sát, đến chỗ bậc đá bước lên cầu. Nếu không có anh vệ quốc quân Cầm ngang khẩu súng trường dài như cây sào chăn vịt Đứng gác ngay trước mặt Chắc cả khối người chen trúc này Dễ tràn qua bên cây cầu như nước vỡ bờ Đồng bào nhau nhau hỏi anh lính khác Đêm qua quân ta mần ăn có khá không anh? Nện tụi Tây ở vị trí mô Mà súng lựu đạn nổ như răng bắp cả đêm rứa Liệu Tụi hắn sắp sửa trốn lên anh chưa? Cho bà con về dọn dẹp nhà cửa, phố xá. Bị bà con xuống hỏi tối tăm mặt mũi, anh lính gác chỉ còn biết nhăn nhó, đề nghị. Xin bà con đứng xê ra cho tôi một chút. Đứng sát nút vô tôi ri, con biết gác sách làm răng. Sáng hôm đó, từ trong đám đông chen chúc ồn ào ấy, có một thằng bé lợi dụng đúng cái lúc anh đánh gác còn mài nhăn nhó đề nghị với đồng bào Luồn ra sau lưng anh Và chạy tót sang bên kia cầu Anh chưa kịp quát gọi lại Nó đã biến mất hút vào dãy phố Kề đầu cầu bên kia Không thể bỏ trống chỗ gác để đuổi theo Anh chỉ còn biết rậm chân rậm cẳng Lâu bao bực tức Còn cái nhà ai mà nghịch hơn quý Có mấy đứa bán kẹo gừng Đậu phụng giang cũng lấp lõm định bắt chiếc chú bé vừa rồi nhưng anh lính gác đã nhanh tay tóm cổ áo lôi lại hết một thằng bán kẹo gừng mặt lắc thiên lắc địa chề môi nói với đứa bạn vừa bị tóm cổ lôi lại tụi bay không bắt chiếc nồi thằng nớ mô hắn lanh hơn chuột nhắt chơi trốn tìm u mọi thả đĩa ba ba với hắn chỉ có thua đừng hòng mà sờ được vào người hắn rằng mày biết tao chơi mãi với hắn còn lạ chi hắn khoe từ hôm nổ súng hắn đã tót được sang bên kia khu vực mặt trận ba bốn lần chú bé bán đậu phụng giang nói chen vào hắn lọt qua bên nớ làm chi coi chơi hắn có kể coi được chuyện chi hay không khối nhưng thứ nhất là sáng mô hắn cũng gặp một toán vệ quốc đoàn mà chỉ nhỏ bằng tụi ta thôi nhiều đứa còn nhỏ hơn toán ni chạy dọc theo bờ sông tập quân sự một hai tập ném lựu đạn bắn súng vui ghê lắm hắn đứng coi mà thèm rượu cả nước miếng vệ quốc đoàn mà chỉ nhỏ bằng tụi ta thì đánh tây răng được hay là hắn nói láo răng không đánh được Thằng bán đậu phụng giang với mặt nói Tránh phủ cứ thử lấy tao Vua vệ cốc đoàn coi Có chết cha tụi tây không Thằng bán kẹo gừng Mặt lác cười ngạo Lấy mi vua vệ cốc đoàn Thì thà lấy tao còn hơn Tao chẳng cần súng đạn chi hết Nó rút trong túi quần ra Một cái súng cao su Kéo căng hai sợi chun Cứ cái ni Tao nhắm trúng giữa hai mắt tụi tây Tụi VG ta nẻ Cha con hắn Tha hồ mà mu Chú thích VG tức là Việt gia Hết chú thích Toán vệ cốc đoàn con nít Mà các chú bé bán kẹo Bán đậu phụng rang ở đầu cầu Bao Vinh bàn tán Lúc này đang nối nhau thành hàng một Chạy dầm dập Lên phía cầu Đông Ba Cũ chạy dẫn đầu là anh vệ quốc quân chỉ huy anh trạc hai ba hai bốn tuổi dáng người tầm thước vai rộng ngực nở tóc húi kiểu móng lửa cổ đeo lủng lẳng chiếc còi mạ kền sáng loáng sáng hôm đó trời lạnh cắt ruột anh chỉ mặc độc chiếc may ô trắng và quần đùi xanh ống bó sát đùi còn toán trẻ ăn mặc tạp nham Quá nửa mặc áo quần về các đoàn sườn ngắn lại Nhiều đứa bơi trong những chiếc áo chấn thủ rộng như áo thụng tế Có đến hơn chục đứa nai nịt xanh chua rong da Có khóa đồng to tướng và đeo cả bao đạn Có trời mới biết được trong những cái bao đạn sức sẹo méo mó ấy Chúng ních, nhét những gì Dãy phố ven đường cửa đóng then cài kín mít Đồng bào khu vực này đã tàn cư hết từ đêm đầu kháng chiến hàng chục con chó lạc mất chủ, hợp thành đàn chạy long quăng trên đường, tranh nhau người bới các đống rác kiếm ăn. Còn nào con ấy, hai bên hông lép kẹp, xương sườn nhô cao như vừa nuốt hàng chục chiếc cạp rồ vào bụng. Khi toán trẻ dầm dập chạy qua, lũ chó sợ hãi tán loạn, chúng chuồn hết vào các hẻm phố, chó móm ra sùa váng. Bọn trẻ lập tức dậm chân, vỗ đùi, dọa lại lũ chó con đường ồn ào hẳn lên trong chốc lát. Lên đến cầu Đông Ba cũ, anh chỉ huy thổi một hồi coi dài, lạnh lói. Toán trẻ dừng lại. Nhiều đứa nghịch ngợm, vờ mất đà, đâm chúi vào lưng đứa chạy trước. Tập hợp ba hàng dọc. Anh chỉ huy quay lại, rõng dạc khô. Toán trẻ lập tức trở lại trật tự. Loáng một cái, chúng đã sắp thành đội hình ba hàng dọc với tư thế rất nghiêm chỉnh điểm số đáp lại tiếng hô anh chỉ huy những đứa đứng ở hàng dọc bên trái nối tiếp nhau đếm to như hét một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười hết ơ ơ ơ dạ chưa hết mười một. Một đứa đứng lẻ ra một mình Ở cuối đội cuống quýt kêu toán lên Báo cáo anh Em bị lẻ hàng ạ à? Lẻ là thế nào Anh chỉ huy vẫn đứng nghiêm đằng trước hỏi vặn lại Nhưng hoàn toàn không tin cái chuyện vô lý đó Toàn đội chúng ta có 30 em Tập họp thành 10 hàng ba Làm sao mà lẻ được Dạ Rứa mà em bị lẻ thiệt ạ à? Thằng bị lẻ hàng nhớn nhát nhìn ngược nhìn xuôi nhăn nhó bối rối trả lời các em kiểm tra lại xem có hàng nào đứng hai không anh chỉ huy như vẫn tin chắc rằng đây chỉ là trò nghịch ngợm của bọn trẻ mà thôi nhưng cả đội sau khi nhốn nháo kiểm tra hàng ngũ cùng đồng thanh trả lời báo cáo anh hàng mua cũng đứng đủ ba anh chỉ huy rời chỗ báo cáo anh Hàng mua cũng đứng đủ ba cả. Anh chỉ huy rời chỗ đứng, đi dọc xuống phía dưới, đưa mắt kiểm tra từng hàng một, miệng lẩm bẩm: Hiện ngụy. Quân số đội đang ba mươi bỗng hóa thành ba mốt, là nghĩa lý gì? Chú thích hiện ngụy có nghĩa là lạ thật. Hết chú thích. Nhưng chính anh cũng đâm ngơ ngác. Đúng là hàng nào cũng đứng đủ ba, và cuối đội vẫn lẻ ra một đứa. Anh liền đi ngược trở lên, soát kỹ lại một lần nữa. Kết quả, anh lôi được một thằng lạ hoắc, không biết từ đâu chui ra, đứng lọt vào giữa đội. Cả đội cùng trợn tròn mắt kêu lên: "Ủa? Hai đứa đứng cùng hàng với thằng bé lạ hoắc này?" Há hốc mồm vì quá sửng sốt. "Ôi trời!" Rứa mà từ nãy tới trừ Tôi tớ cứ tưởng hắn là cậu hòa đen Nước da hắn cũng đen thui Có khác chi anh hòa đen nhà mình mô các cậu Cái đứa có tên là hòa đen Đứng cách đó hai hàng Nghe vậy lên cau mặt Nói với lên Lầm Lầm cái chi lạ rứa Tớ đen Nhưng chỉ đen vừa vừa Có mô đen thui như hắn Một đứa đứng bên trái Về mặt liến láo đưa tay vuốt vuốt ngực hòa đen ngoác miệng ra cười đưa mình vuốt bớt cục tự ái xuống cho hê <laughs> hê đen vừa hay đen thui thì cũng là họ cột nhà cháy cả thôi mà tự ái làm chi cho cực hòa đen bực tức hất mạnh tay bạn đang vuốt ngực làm cả đội cười vang thằng bé lạ hóc chui bừa vào hàng ngũ đội chẳng phải ai khác chính là cái thằng luồn sau lưng anh lính gác tót qua cầu bao vinh lúc nãy. Nó cũng trạc tuổi hòa đen, vóc dáng cũng sàn sàn, nhưng nước da của nó, của đáng tội, có đen hơn tí chút. Hòa đen tự ái, ghê cũng phải. Cách ăn mặc của nó cũng kém xa hòa đen. Hòa đen diện quân phục, với áo trấn thủ rộng như áo tế. Còn thằng này, đánh độc cái áo cộc nâu ngắn, hờ cà rốn, với cái quần đùi xanh bạc vách, đít và hai miếng to tướng. Anh chỉ huy nắm chặt cánh tay nó Kéo lại sát trước mặt Hỏi to gần như quát Em ở đâu? Tên là Chi Sao lại dám cả gan chui bừa vào hàng ngũ của vệ quốc Loan?" Thằng bé sợ hãi Cúi mặt nhìn xuống đường Bàn chân di di một hòn đất Trả lời lý nhí trong cổ họng Chẳng ai nghe được gì Anh chỉ huy sốt ruột Không muốn mất thì giờ thêm bò tay nó ra Nghiêm mặt nói Em phải ra ngay khỏi khu vực này Đây là khu vực mặt trận Em nhớ chưa Anh quay lại nói với cả đội Các em thật lơ là Vô ý thức Có một kẻ lạ mặt chui vào hàng ngũ Mà chẳng ai biết gì hết Cả đội thì thào hỏi nhau Không biết Hắn lọt vô giữa đội mình Lúc mô mà tai rứa hè Chắc cái lúc tội mình còn mài trêu chọc lũ chó Tướng ấy Chui cổng giáp hát dạp xiếc chắc bợ phải biết tớ cho hắn chơi cuối được tớ là tớ phục đó cái đứa có bộ dạng liến láu vừa trêu chọc hỏa đen lúc nãy vừa nói vừa gật gật đầu anh chỉ huy thổi một hôi coi dài cắt đứt tiếng thì thào bàn tán anh đứng nghiêm nói anh báo trước để các em biết khoa mục tập hôm nay hơi khó đòi hỏi các em phải gan dạ bình tĩnh anh cao giọng hỏi to trong đội ta có em nào chưa biết bơi đưa tay lên anh xem không một đứa nào giơ tay trẻ con sinh ra và lớn lên bên bờ sông hương không biết bơi lặn là chuyện hiếm tốt lắm anh gật đầu Khoa mục tập hôm nay là nhảy từ trên thành cầu xuống sông. Anh đưa tay chỉ lên cái thành cầu sắt sơn đen ngay phía trên đầu bọn trẻ. Cả đội nhìn theo tay anh, tất cả cùng rụt vai, lắc đầu lè lưỡi. Đội trưởng chơi cú khoa mục ni, coi bộ gay go đây. Cao đến 3 mét chứ không ít. 3 mét răng được, xoang xoang cũng phải 5 mét. Bọn trẻ nhớ nhác, hết nhìn xuống dòng sông lại nhìn lên thành cầu ước lượng chiều cao sắp phải nhảy cả đội nhảy qua các bậc đá xây chạy lên cầu vẫn không quên nghịch ngợm chúng dẫm chân thật mạnh làm cho ván cầu kêu rầm rầm mưa phùn đã tạnh nhưng gió lạnh vẫn thổi từng cơn không ngớt bọn trẻ cởi quần áo vắt lên thành cầu tất cả rét run nồi hết da gà chúng đứng nép sắt vào nhau miệng suýt xoa như ăn ớt, hai tay vòng lên ôm cổ, lưng cong lại như lưng tôm. Đội trưởng treo, đứng lên cái cột bê tông giữa cầu, quay lại nhìn cả đội, nghiêm mặt nói. Tất cả các em, đứng thẳng lên, bỏ hai tay ra khỏi cổ, hiền ngang lên anh xem nào. Đàng hoàng là những vệ quốc quân, sắp ra trận giết giặc cứu nước, mà sợ gió, sợ lạnh à. Thế thì trước bom đạn như mưa của giặc Các em sẽ còn sợ đến mức nào Các em có muốn mang tiếng là những chiến sĩ hèn nhát không Không à Không à Cả đội nhao nhao trả lời Tất cả lập tức đứng thẳng người Miệng thôi suýt xoa Có đứa còn làm bộ hiên ngang Ngực ưỡn ra Bụng thoát lại Tay khuỳnh khuỳnh chống nảnh Nhìn bộ điệu chúng Anh chỉ huy mặt đang nghiêm thế mà cũng phải bật phì cười. Anh rất hiểu. Đối với các chiến sĩ nhỏ tuổi của mình, không có lời động viên nào hiệu quả bằng chạm đến lòng tự trọng của chúng. Anh nói tiếp. Khoa mục hôm nay tuy khó, nhưng các em phải gắng tập cho được. Trong hoàn cảnh địa hình chiến đấu của thành phố Huế của chúng ta, rất có thể các em sẽ gặp phải trường hợp phải nhảy từ những vị trí rất cao xuống sông. Do đó, chúng ta cần phải tập trước cho quen. Các em chú ý xem anh nhảy thị phạm rồi các em tiếp tục nhảy theo sau chú thích thị phạm có nghĩa là nhảy làm mẫu hết chú thích anh quay mặt ra sông đứng thẳng tắp trên cột trụ như pho tượng trên bệ hai cánh tay đưa thẳng trước mặt đôi càng chân vạm vỡ săn chắc với những bắp thịt khẽ nhún nhún rất dẻo anh tung người lên cao Thân hình anh như một mũi tên Bay trên chết xuống sông Cắm phập vào làn nước xanh ngăn ngắt Lăn tăn gợ sóng Cả đội trôm hết lên thành cầu nhìn theo Chúng chặt chặt lưỡi trầm trồ Đội trưởng lông rông Tuyệt đẹp bay hè Còn phải nói Trước đây anh từng là champion Bơi của Huế mình mà Ở Dưới sông đội trường đã trồi đầu lên khỏi mặt nước. Anh đưa tay vuốt mặt, ngừa mặt, nhìn lên cầu dục Nào, các em nhảy đi, em nào bị chuột rút, đã có anh cứu. Bọn trẻ đứa nọ đùn đứa kia. Cậu nhảy trước đi. Thì cậu nhảy trước đi. Thành cầu chật ri, đứng nhảy một lần răng được. Nhưng rồi chẳng đứa nào dám nhảy trước. Mấy đứa trèo lên thành cầu, rồi lại tụt xuống Lẻ lưỡi Ngộp quá Cứ như đứng trên nóc chợ đông ba mà nhảy xuống ấy Đội trường bày ra chi Cái khoa mục gay go ri không biết Xê ra Xê ra Cái thằng có bộ mặt liến láo ban nãy trêu chọc hỏa đen Đưa tay gạt các bạn sang hai bên Làm điệu bộ hăng hái Trèo lên thành cầu Không cậu mô dám nhảy Thì đỡ tay Không cậu mô dám nhảy thì để tớ nhảy trước cho coi Rồi gắng mà bắt trước nghe Khó cóc chi Mà cứ kêu là khó À Anh tư giác lại dám xuống phong nhảy trước Chuyến đi e trời sập cái râm mất thôi Cả đội gieo ẩm lên Anh tư giác chuyến đi nhảy được Nhất định tụi mình phải đổi tên là tư gan Nhưng gan chi mới được chứ Gan thó mặc cho bạn trêu chọc từ giác mặt vẫn phất tình nó đã đứng thẳng lên được trên cái cột trụ đội trưởng vừa đứng hai đầu gối va vào nhau lập cập nó nói với các bạn đầu không ngoái lại anh em mở to mắt ra mà coi tai lão ra nhảy. từ giác làm điệu bộ in hệt đội trưởng hai tay cũng đưa thẳng ra đằng trước bộ giò như hai ống sậy cũng nhún nhảy khá dẻo nhưng đội trường chỉ nhún vài cái Còn nó thì nhún liền tù tì hàng chục cái Làm các bạn nhìn theo Hoa cả mắt Từ giác bất thình lình hô to Hai ba này Nó hô rõng rạc đến nỗi Làm cho cả đội tưởng là nó đang lao xuống sông Nhưng bất ngờ Nó ngồi thụp xuống cột cầu Ngoẹo đầu méo mồm trợn mắt làm cho hề Cả đội mới mắc lỡ Ôm bụng cười bỏ Hình như Cả đội đã quá quen với những trò đùa của tư giác Đội trưởng chạy lên cầu Hỏi to Em nào dám xung phong nhảy trước Làm gương cho cả đội Anh xem nào Cả đội im thiên thít Đưa mắt nhìn nhau Cái vinh dự nhảy trước làm gương cho cả đội Xem ra đứa nào cũng thèm Nhưng cứ nhìn từ thành cầu xuống sông Cặp giò của chúng đã buồn rồn Đội trường gặng hỏi Không em nào dám nhảy à? Dạ, em, em xin nhảy Cả đội quay lại Thật không ngờ Em xin nhảy Lại chính là thằng bé lạ hoắc Chui bừa vào hàng ngũ đội lúc nãy Té ra Nãy giờ nó vẫn chưa chịu đi Mà lén trèo theo lên cầu Đứng co ro ở lề cầu bên kia Tò mò theo dõi buổi tập Với vẻ sợ sệt lo lắng vừa nói vừa hấp tấp bước sang lề cầu bên này không đợi đội trưởng có đồng ý hay không nó biếu tay trèo phắt lên thành cầu ai mượn mà cũng làm trạng tàu đố dám nhảy chắc lại dám kiểu tư giác chứ chi như không thèm để ý đến tiếng xì xào khích bác của cả đội nó đứng thẳng trên thành cầu quay lại nói với đội trưởng giọng khẩn khoản em mà nhảy được Anh cho em vô đội với Anh hỉ Nghe giọng nói và nhìn mặt nó Cả đội liên hiểu ngay Là nó sẽ nhảy thật Chúng bỗng thấy xấu hổ và tự ái ghê gớm Để cho một thằng không biết từ xó xỉnh nào chui ra Đòi nhảy trước làm gương Thì thật xấu hổ cho cả đội Còn thằng bé Không kiếm biết đội trưởng có ưng thuận hay không Quay mặt luôn ra sông Nhún khẽ hai chân một cái Và bay thẳng xuống sông đội trường buột miệng khen chú này nhảy khá lắm u trời nhiều tiếng kêu sừng sốt nó nhảy mà vẫn để nguyên cả quần áo tể mặt sông xanh biếc lăn tăn sóng đón lấy nó nhẹ nhàng thân thuộc chứ không ầm ĩ như đón những anh mới tập nhảy thân hình nó uốn cong luồn sâu xuống nước và nổi lên rất nhanh nó lắc đầu rũ nước Khoát tay bơi lượn vòng ngửa mặt nhìn lên cầu và bất ngờ toét miệng cười. Cả đội ức quá, đau dãy lên như bất thành lình bị ai quất roi mây vào mông. Thế là quên hết sợ hãi và chẳng cần ai dục chúng ào ào trèo lên thành cầu, thi nhau hét to, hai ba này, rồi lao ầm ầm xuống sông. Trên cầu, lúc này chỉ còn trơ lại một mình tư giác, vẻ liến láo đã biến đi đâu hết. Nó hết nhìn xuống sông lại nhìn lên thành cầu điệu bộ luống cuống như gà mắc tóc đội trưởng nhìn nó mỉm cười nhẹ nhàng nói thế nào chẳng lẽ em định đeo mãi cái tên tư giác sao tư giác vụt đứng thẳng người nhìn đội trưởng nói to dạ không lần này em nhất định phải đổi được cái tên tư gan cóc tía rồi nó treo phắt lên thành cầu và chẳng cần nhún nhiếc gì hết Nó nhắm mắt nhắm mũi nhảy bừa xuống sông Bọn trẻ đang bơi lội y oạp Hò nhau tránh giạt ra hai bên Để tư giác khỏi nhảy chồng lên đầu Chúng gieo vang cả mặt sông À anh tư giác nhảy ru Anh tư giác nhảy ru Tư giác nhảy không chút đầu Mà hai chân xuống trước Nó rơi thánh ùm như quẳng xuống sông cả hòn đá tạc nước vọt lên đến gần thành cầu. Nó chìm nghiệm khá lâu mới thấy nổi lên. Các bạn bơi xuống lại quanh nó, mừng rỡ nói. Ui chào, cậu làm tụi tớ hết cả hồn. Tưởng cậu đứt hơi ở luôn dưới đó. Từ giáp thở lấy thở đề, khạc khạc nước, hồn hền nói. Vừa lặn xuống đáy sông, tớ gặp ngay một anh ca gáy, to bằng hai bàn tay xòe. Anh ta dặn đã hướng Anh ta lượn qua trước mặt tớ Quệt cả đuôi vô chán Tớ dượt theo Chụp luôn Chụp năm sáu cú liền Một cú trúng đuôi Một cú trúng vây Hai cú trúng đầu Rứa mà anh ta vùng thoát được hết Tiếc quá Không thì chưa đi, Đội ta đã được một bữa cháo cá lu bù Nhiều đứa Bị sặc nước vì cười Đội trưởng thổi còi báo xong buổi tập Cả đội bơi vào bờ Dầm dập chạy lên cầu Vợ vội quần áo mặc vào người Lúc này tất cả mới thấm lạnh Đứa nào đứa nấy run cầm cập Chúng nghiêng đầu cho nước trong tay chảy ra Ván cầu kêu lên rầm rầm Đội trưởng hô tập họp Ngay trên cầu nhận xét buổi tập Riêng thằng bé lạ hoắc Chui bừa vào hàng ngũ đội một mình đứng nét vào lề cầu bên kia. Nó cởi quần áo ướt sũng, vắt khô nước, rồi rũ, phơi trên thành cầu. Đội trưởng hỏi, em ăn nãy đâu rồi? Dạ, em đây à. Nó cầm cái quần cọc đang vắt dở, hấp tấp chạy sang, đứng khép nép trước mặt đội trưởng. Cả đội chúa mắt nhìn nó, phá lên cười, nhiều tiếng xì xào cậu ni vô phép quá, ai lại đi ở lỗ ở chuồng mà nói chuyện với cấp chỉ huy. lúc này chú mới chợt nhớ ra, nó rũ rũ cái quần ướt sò chân vào, nhưng vì vội và cuống, chú sò hai chân vào một ống quần và ngã trồng cành xuống ván cầu. đội trưởng cũng phải phì cười cúi xuống đỡ nó dậy, ôn tồn nói không sao, cứ ở chuồng thế cũng được, đừng mặc quần áo ướt mà lạnh. Anh quay sang hỏi cả đội Có em nào mặc hai áo, hai quần Cởi cho em này mượn bớt một Lập tức Có hơn chục em cởi áo quần Chạy lại rúi vào tay nó Nó đứng sững Đưa cả hai tay ôm Đầy một ôm quần áo Mặt ngần to te Từ giác nhanh nhẹn bước ra khỏi hàng Đến ôm đỡ quần áo cho nó Vừa cười vừa nói để lão ra giúp cho một tay chứ coi bộ dạng chú mi chưa quen diện loại com lê hào hạng ni mô từ giác vắt cả đống áo quần lên thành cầu cầm từng chiếc một ướm thử vào người thằng bé chiếc nào coi bộ không vừa từ giác vò viên ném trả lại đứa cho mượn chọn hết cả ôm mới được hai cái áo và một cái quần tạm vừa người chú từ giác nói giọng anh nạt yêu em mặc ngay bộ com lê ni vô không thì lạnh sưng phổi chết bây giờ ai bảo nghịch cho lắm từ giác vừa giúp nó mặc quần áo vừa méo mồm trợn mắt làm trò hề chọc cưới các bạn khi quần áo coi bộ đã tươm tất đội trường hỏi nó em tên là gì dạ em tên mừng em mấy tuổi dạ mười hai Nhà em ở mô. Dạ, ở dưới bao vinh tê. Rứa cha mẹ em làm nghề chi. Mừng ngắc ngứ một tí, rồi lý nhí trả lời. Dạ, em không có cha mẹ. Đội trưởng chăm chú nhìn em, ngạc nhiên hỏi. Không có cha mẹ, thì em ở với ai? Mừng cúi mặt, như cố tránh cái nhìn của anh. Nó nói giọng ngập ngừng dạ em đi ở giữa em chủ nhà hay đánh chửi em lắm phải không dạ thế em có biết đội này làm công việc chi không mà xin nhập mừng ngây người nhìn anh dạ dạ làm làm chủ đưa mắt nhìn cả đội như muốn nói các anh bay giúp cho tôi với nhiều em bỗng thấy thương hại mừng thì thào nhắc làm trinh sát làm trinh sát đội trưởng đưa tay ra hiệu không được nhắc nhưng mở cờ trong bụng mừng vội vã đáp dạ làm khinh sát làm chi dạ làm khinh sát ạ à. trong hàng có tiếng cầu nhào nhắc một đàn, quang một néo làm khinh sát là làm cái cốc khô chi trên môi đội trường thoáng nụ cười anh nói thôi được nếu quả đúng là em không còn cha mẹ nữa thì anh đồng ý cho em gia nhập đội đội chúng ta không phải làm khinh sát mà trinh sát đội thiếu niên trinh sát trung đoàn trần cao vân công việc của người đội viên trinh sát sau này em sẽ được học có điều chắc chắn nhất là nay mai đội chúng ta sẽ được ra mặt trận cùng với các anh lớn đánh Tây. Em có thích đánh Tây không? Mừng mắt sáng lên, hầm hờ đáp. Dạ, thích lắm. Tại sao thích? Câu hỏi cắt cớ này mới càng khó trả lời. Mừng ngập ngừng ấp úng mãi. Rồi bất ngờ chú ngẩng đầu nhìn đội trường trả lời khá rành rọt. Dạ, dạ, vì tụi Tây hay đá đít người mình. Cả đội trợn tròn mắt nhìn nó Cứ ngỡ là nó nói giỡn Nhiều em đỏ bừng mặt vì cố nhịn cười Đội trưởng cũng cố nhịn cười Hỏi Thế em đã trông thấy Tây Đa Đít ai bao giờ chưa? Dạ, có chứ Ở xóm em có bác Húng Là cha cậu ngò Chơi thân với em Bác ấy làm nghề kéo xe Một bữa có thằng Tây dâu ria xồm xoàm To trình ình như con bò Thuê xe bác ấy từ ga lớn Về đến cầu An cựu Mà chẳng trả được cho bác ấy một xu Nét mặt mừng lộ vẻ tức tối Đã rứa Hắn còn đá dày vô đi bác ấy Chửi cô son cô son Chú thích cô son Tức là con lợn Lời xì và bằng tiếng Pháp Hết chú thích Bác ấy ngã rúi Va đầu vô cổ điện Lõa máu Bác ấy phải nằm liệt giường Không đi kéo xe được rứa là cả nhà cậu ngò bị đói đội trưởng quay ra hỏi cả đội theo các em mừng trả lời đúng hay sai dạ sai 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 toét em nào trả lời đúng thử nói anh nghe xem nào một chú đứng ở hàng thứ hai giơ tay rồi đứng nghiêm trả lời như đọc bài học thuộc lòng Em đánh Tây Vì chúng là bọn thực dân cướp nước Hơn 80 năm Chúng đã đô hộ nước ta Gây bao cảnh lầm than đói khổ Đội trưởng ngắt lời Em định đọc hết cả bài học chính trị Vừa học đêm qua có phải không Theo anh Em mừng trả lời không những không sai Mà còn rất hay Tụi Tây là một tụi hết sức tàn ác Và láo xược Đã đi xe quỵt lại còn đá đít cả người kéo xe các em phải biết lấy đó làm điều căm tức để nay mai ra trận càng thêm dũng cảm hăng hái cùng với các anh nện chúng thật đích đá để trả thù cho bác húng và còn biết bao nhiêu đồng bào ta bị chúng ức hiếp chúng ta nhất định phải tống cổ hết chúng nó về nước để người việt nam ta không còn bị chúng hành hạ nữa mừng mở to mắt nhìn đội trường có vẻ như chưa dám tin là anh khen mình thật. Con cả đội sau khi nghe đội trưởng nói rõ thêm ý nghĩa, câu trả lời của mừng đều cảm thấy tức tụi tây thực dân ứa máu. Cố tổ chúng nó chứ, nhiều em rùa thầm, đã đi xe quịt, không biết nhục, lại còn chửi người ta cô song, với đá đít người ta, bổ, lõa đầu, chảy máu. Đội trưởng hỏi mừng, Thế em có thể làm gì được để đánh tây? dạ bơi ạ à. mừng hăm hở trả lời tốt lắm tài bơi lặn của em thì anh và các bạn đã được trông thấy rồi đấy ngoài bơi ra em còn biết làm gì nữa dạ trèo cây ạ à. cây cao mấy em cũng trèo lên được rất tốt trèo leo là một môn rất cần cho người chiến sĩ trinh sát dạ nấu cơm ạ à. nấu cơm cũng rất cần mỗi người chiến sĩ đều phải biết tự nấu lấy ăn lúc cần thiết dạ em có biết bồng em ạ à. <laughs> tiếng tư giác cười to hắn bồng em giỏi rứa Này mai ra trận hễ bắt được thằng tù binh mô là giao ngay cho hắn bồng về nộp cấp chỉ huy mừng tưởng tư giác nói thật lo lắng nói với đội trưởng nhưng thằng tây to rứa em sợ bồng không nổi To cũng phải bồng To cũng phải bồng Ai khiến cậu khai là cậu biết bồng em làm chi Cả đội cười ngất Nhào nhào hét to trêu mừng Đội trưởng xua tay Mặt nghiêm lại nói Các em không nên cười Người chiến sĩ chính xác cần phải biết bồng em Và làm bất cứ việc gì để giúp đỡ nhân dân Mừng được đội trưởng khen Đã trở nên hoạt bát Mạnh dạn hơn Nó nhăn nhăn chán Cố nhớ xem mình còn có thể làm được gì nữa. Nó mang máng đoán rằng nếu mình càng làm được nhiều việc thì cấp chỉ huy càng dễ cho nhập đội. Hết rồi phải không? Đội trưởng đặt tay lên đầu mừng, mỉm cười hỏi. Dạ, dạ con. Con thì kề đi. Dạ, trọi dế à. Cả đội lần này phải bò lăn ra ván cầu mà cười. Từ giác gò lưng Ôm bụng cười ngắt ngắt không thành tiếng, chay cả nước mắt nước mũi. Nó đứt quãng, nó nói đứt quãng qua tiếng cười. Ôi ôi ôi, hắn làm tớ đến đứt ruột mà chết mất thôi, các cậu ơi, ôi ôi. Đội trưởng cũng cười ngất, xoa đầu mừng hỏi, Chú mình trọi dế có khá không? Dạ, nhất hạng ạ, à. dế em đã lên đài là hạ đo ván hết tất cả dế của tụi bạn em trong xóm. Thế thì cho em được sắp vào hàng. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, em được chính thức công nhận là đội viên thiếu niên trinh sát trung đoàn Trần Cao Vân. Em nhớ chưa? Dạ, nhớ rồi ạ. À. Mừng đáp như reo, rồi chen luôn vào, đứng ở giữa hàng. Có lẽ nó cho rằng có đứng chính giữa như vậy mới chắc chân trong đội.